Thế luôn hả ta? Thôi thì thông qua Facebook đi. Dạ Facebook rồi con. Hello, xin kính chào mọi người. Bữa nay Phương Hồng tôi thấy vui vẻ hơn một tí. Ngủ được. Rồi bị trở lại hình như là hơi bị phong độ lại đó quý vị. Hồi nãy tôi mới đang nói chuyện nửa chừng thì bên đây nó thoải mái. Bên TikTok á thì nó đánh sập với quý vị. Bên đây nó thoải mái hả? Dạ bên đây. Nghĩa là mình không sợ gì phải không? Dạ đúng rồi. Thì tôi đang chia sẻ với quý vị là hôm qua đó tôi về nhà, mà bước chân vô nhà thì cái cảm giác nó ùa về, vừa hạnh phúc vừa cảm xúc rất là nhiều. Tự nhiên mình về cái ngôi nhà của mình thì hạnh phúc nhiều lắm, tại vì tôi ở đây Nam suốt, tôi không có về Sài Gòn. Về Sài Gòn rồi bước chân vô nhà rồi về Nguyễn Thông, về Ngô Đức Kế. Khuya rồi tôi về mà quý vị biết cái cảm giác hạnh phúc không thể nào tả được. Là mình không nghĩ rằng là mình đã trở về cái ngôi nhà mà mình đã từng rất là thương yêu. Rồi quý vị cũng biết là hơn 2 năm rưỡi rồi tôi đâu có ở ngoài, cho nên là cái cảm giác nhớ nhà rồi về thấy mọi thứ vẫn là rất là bình yên, vẫn rất là sạch sẽ. Mấy người giúp việc cho tôi rồi những người đã giữ gìn nhà cửa rất là sạch sẽ, rất là sang trọng, nghĩa là chưa từng có sự vắng mặt của tôi thì tôi cũng rất là cảm ơn. Mà cảm ơn đầu tiên là phải cảm ơn anh Dũng chồng tôi, biết ý của vợ là rất là thương yêu những cái món đồ mình yêu thích, và đặc biệt là tôi rất là sạch sẽ, cho nên đó là anh Dũng đã duy trì tất cả những cái đồ của tôi xài, tất cả những cái gì mà tôi đã từng thì anh Dũng vẫn duy trì, và duy trì theo cái kiểu mà y như tôi. Và tôi thật sự là tôi xúc động, và càng xúc động bao nhiêu thì càng lại mang ơn chồng mình bấy nhiêu. Một người đàn ông cũng đã có tuổi rồi mà lại hiểu ý vợ, giữ gìn tất cả những gì vợ thích, đó là hạnh phúc lắm nha quý vị. Và từ hôm tới nay thì quý vị biết là tôi về thì cũng rất là nhiều việc. Rồi sức khỏe của tôi thì quý vị thấy vậy chứ, khi mà gặp quý vị thì cháy hết mình, chơi hết mình, chơi chưa bao giờ mà tiếc nuối một điều gì ha. Đó cho nên là quý vị thấy tôi vậy chứ là tôi rất là máu lửa. Lúc mà mình đi chơi hay là mình chơi với tất cả mọi người rất là máu lửa nha quý vị. Và sau một cái thời gian, một cái quá trình như thế thì tôi mới cảm nhận được. Thành ra tôi sẽ có một buổi talk show vào ngày 20 tháng 10 nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Tôi sẽ tạo ra một cái nét và một dấu ấn. Chắc chắn quý vị đến tham gia cái chương trình talk show của tôi thì quý vị sẽ biết được nhiều cái điều tôi cần chia sẻ. Và cái mục đích đến của tôi là vì nước, vì dân. Phải nói một điều là tôi đã từng nói trên công chúng là tất cả những gì vợ chồng tôi có ngày hôm nay là của nhân dân này, của đất nước này đã cho chúng tôi. Và hãy để cho chúng tôi làm được những điều tốt để giúp đời, giúp người. Thì quý vị biết rằng là tôi là người sống rất tình cảm và rất chân thành. Cho nên là ai đã thương mến tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ sụp đổ một Nguyễn Phương Hằng. Tôi sống tới giờ này thì không có gì ngoài thương hiệu. Và danh dự là thiêng liêng, thương hiệu cũng là những gì mà tôi đổ nước mắt và máu xuống để có được cái thương hiệu ngày hôm nay, thì không phụ lòng quý vị bao giờ đâu nha. Và tôi cũng sẵn đây, và khi làm talk show thì tôi cũng sẽ nói luôn, có nhiều chuyện buồn cười lắm quý vị. Phải nói một điều, hay là mình dừng xe lại nói chuyện với quý vị chút xíu đi ha. Dạ. Rồi mình chạy tiếp nha con. Dạ, con cho con dừng cái đèn đi con. Cho cô sáng lên xíu. Rồi con đèn hả? Dạ. Con muốn đèn hả? Ok. Dạ, để con mọi người nhìn rõ. Quý vị ơi, tôi chia sẻ với quý vị như thế này nha. Có những cái nó như vậy nè quý vị. Phải nói là người Việt Nam mình thật là sự là rất 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 ư là thắc mắc và tò mò. Cái vấn đề mà 1.000 tỷ cái viên kim cương của tôi á, thì tôi được biết rằng có rất là nhiều người đã inbox vào hiệu Rap nè, rồi hiệu Harry Winston nè, rồi rất là nhiều thương hiệu tôi mua, hỏi xem tôi có mua kim cương hay không, và tôi có phải là khách hàng đó hay không. Một sự nhiệt tình trên mức cần thiết để chứng minh rằng là tôi có mua kim cương hay không, và cái viên kim cương đó của tôi là thật hay giả. Và mọi người đó thì quý vị biết rằng là khi người ta đã kinh doanh tới như vậy rồi, và tôi là khách hàng VIP thì không dễ gì họ đi thông tin cho mọi người biết đâu. Nhưng mà họ thông tin lại cho tôi biết là ở Việt Nam của mày có rất là nhiều người rất là tò mò hỏi là mày mua viên kim cương đó như thế nào, và mày là khách hàng ra làm sao.
Phải nói là đó một sự nhiệt tình nữa, là chỉ có người Việt Nam mình mới làm điều đó thôi. Và thêm một cái nữa nha quý vị, là không tin cũng phải tin, và còn phải tin nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Đó là những gì mà tôi nói. Phải nói là người Việt Nam mình rất là rảnh rỗi nha. Rảnh rỗi nhiều khi sanh nông nổi, không cam tâm, không cam tâm. Cái đó gọi là không cam tâm. Phải tìm hết tất cả các thương hiệu mà tôi đã từng mua sắm, phải gửi mail rồi xác nhận tôi là như thế nào. Nhưng có một điểm thế này, VIP như tôi á thì không dễ gì người ta khai thác được người ta đâu. Thứ nhất là không đủ tư cách. Tôi không muốn nói về vấn đề này thì nó cũng hơi thô, nhưng mà vì tôi thấy nhiều người buồn cười quá. Thứ nhất, thứ hai là mấy quý vị biết một điều là tôi là có hai quốc tịch. Tôi hai quốc tịch. Tôi ở nước ngoài thì tôi với một cái danh phận làm người nước ngoài, một quốc tịch nước ngoài, tôi đi mua bất cứ thứ gì ở đâu tôi vẫn làm được. Có thể là người Việt Nam chưa chắc làm được. Vì tôi có hai quốc tịch, tôi có lợi thế hơn. Và tất cả những gì tôi làm chắc chắn một điều là không vi phạm pháp luật. Thành ra cố gắng đừng có đi bươi móc, mắc công lắm, không có thời gian đâu ha. Và cái thời gian mà tôi ở tù hơn 2 năm rưỡi đó, và khi mà chứng minh rằng một điều là tôi không vi phạm gì ngoài cái chuyện chửi vì đam mê thôi, tôi mới vi phạm thôi, đúng không quý vị? Rồi cái tiếp theo nữa tôi muốn nói với quý vị thêm một cái câu chuyện nữa, là nó hơi buồn cười, là truy cùng đuổi tận tôi để làm gì? Hãy để tôi làm người tử tế, hãy để tôi giúp người khổ, người nghèo, đúng không? Truy cùng đuổi tận tôi cũng không được gì đâu. Và cái quan trọng nhất, tôi đã trải qua một sự đớn đau rồi. Thành ra bây giờ những cái lời nói tổn thương hay những ai câu kích tôi á, nó vô nghĩa lắm. Vì trong tận cùng của khổ đau tôi mới nhận ra là những cái lời nói nó không xứng đáng để cho mình phải trả lời đáp trả. Hãy thành công đi là sự trả thù ngọt ngào nhất, đó là thành công đi. Còn nói qua nói lại mà vẫn còn ăn mì tôm, mì gói ở nhà trọ thì phí ha. Chứ đừng ai hy vọng rằng cạy miệng tôi, thậm chí là có chửi tôi thì tôi chỉ cười và tôi thấy tội nghiệp trai đó đã quá sân si. Đó. Thì nhân đây thì tôi cũng nói luôn, tôi phải nói là cảm ơn rất là nhiều nhạc sĩ Chế Linh. Quý vị biết không, ngày xưa đó, ba của tôi á thì mê cô ca sĩ Thanh Tuyền. Má của tôi á thì mê nhạc sĩ Chế Linh. Tôi muốn thông qua đây tôi nói muốn lời cảm ơn đến chú. Và khi mà cháu hát cái bài hát này, thực sự ra cháu không nghĩ rằng là, cũng chẳng có giờ mà biết là tác giả rồi quyền tác giả hay như thế nào, hoàn toàn là vô tư hồn nhiên. Rồi mọi người khuyến khích chú là phải thư kiện, nhưng mà cháu vẫn tin một điều là với một người có nhân cách như chú, một người nhạc sĩ nổi tiếng như chú, thì chú sẽ chẳng bao giờ làm cái điều đó. Và cái giác quan thứ 6 nó mách bảo cháu là chẳng bao giờ có. Khi mà cháu nghe mọi người nói rằng là ăn cắp bài hát đó hay gì đó thì cháu vẫn hoang mang, không biết là, ủa, mình cũng không biết là đánh bản quyền, là khá là cháu không bao giờ nghĩ chuyện đó. Thông qua cái buổi livestream nhẹ này thì cháu sẽ, rồi sẽ có một lúc nào đó cháu chính thức cảm ơn chú trước công chúng. Nếu có đủ duyên, cháu mời chú về Việt Nam và cháu sẽ tổ chức show cho chú. Chú hát ở Đài Nam cho cháu ké với, vì cháu cũng mê âm nhạc lắm. Cháu nghe chú hát với cái giọng hát rất là thiết tha, rất là mượt mà, thì đâu đó chắc là cũng có một cái nỗi buồn sâu thẳm nào đó, hay có một chút gì đó chú mới cảm nhạc sâu vậy. Và cháu hát cái bài hát đó, và cháu chế tác hai cái bài hát đó, vì trong tận cùng của khổ đau cháu hát để cháu nói lên cái cảm xúc khổ đau, chứ chẳng phải là vì giống như chú nói rằng cháu đâu có đi kinh doanh hay là mượn lời hát để mà đi kiếm tiền, đi câu view, cháu không có nhu cầu đó. Một lần nữa cháu cảm ơn chú, cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà chú có cơ hội, chú có nhận lời thì chú hãy về Việt Nam và cháu sẽ tổ chức cho chú một buổi live show trực tiếp cho khán giả. Chú lên sân khấu, chú hát, và cháu rất là cảm động khi mà cháu đã hát lại cái bài hát đó của chú, làm sống lại cái bài hát của nhiều năm, mấy mươi năm về trước. Chú cũng đã hát một cái bài hát vào một đêm mưa, chú không có đi đến thăm người yêu. Và cháu cũng mượn cái giai điệu đó để hát lên cho mọi người biết rằng cháu rất là đau khổ, rất là nhớ chồng, nhớ con, nhớ gia đình, nhớ tất cả mọi người. Và tôi cũng xin nói rằng là từ đây và mãi mãi về sau thì không ai có đủ tư cách để chọc tức bà Nguyễn Phương Hằng đâu. Là bởi vì bà đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Cái lời chọc tức, cái lời mắng chửi đó nó không có nghĩa gì nữa cả.
Và cái quan trọng nhất là từ đây và mãi mãi về sau, tôi không bao giờ phát ngôn bậy bạ, bởi vì tôi đã trả giá rồi. Quý vị ơi, quý vị đừng lo lắng cho em. Không ai ngu hai lần, không ai tắm một dòng sông hai lần, và đặc biệt không ai yêu người ta hai lần. Đừng, đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi sẽ sai lầm tôi đi tù nữa. Không, nói là phải có sách mách, có chứng. Nếu bằng chứng tôi đầy, có làm hay không thì bằng chứng tôi đầy. Đúng không quý vị? Một con người như tôi trưởng thành trong sự khổ đau, lớn lên trong sự khổ đau thì không dễ gì sai lầm nữa đâu. Cho nên đừng có thái quá, đừng có nâng quan điểm lên, và đừng có bao giờ nghĩ rằng bà Phương Hằng phải đi tù lần nữa. Có những cái bình luận đọc chứ nhốt tôi mãi mãi, cho đi tù chung thân 30 năm. Đó là những cái gì khẩu nghiệp đó. Sống như tôi còn phải có lúc vấp ngã. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ nữa ha. Và sẵn đây tôi cũng muốn nói lời cảm ơn rất nhiều. Tôi về thì cũng không có thời gian, nhưng mà rõ ràng là tôi có nghe cái YouTube của cái diễn đàn 2016 á, thì cũng thông qua đây tôi cũng cảm ơn anh. Hình như là anh hiểu tôi nhiều, anh đã nói thay lời tôi. Và trong tận cùng của khổ đau thì tôi cũng còn đâu đó nghe được những người hiểu được tiếng lòng mình và hiểu được cái công việc mình đang làm. Cái điều đó là đối với tôi là quá hạnh phúc rồi. Cho nên tôi khẳng định quý vị rằng là không có một lần để sai lầm đâu. Mà khi tôi đã nói rồi thì quốc không trượt phát nào. Nhưng quý vị, bây giờ thì tôi đã không phải như hằng ngày xưa nữa đâu. Tôi đã quá chai lì cảm xúc, và tôi đã trải nghiệm quá nhiều rồi. Cho nên những lời khích bác khích tướng hay những lời chửi rủa tôi á, không đụng được tới da tôi nữa. Bởi vì sao? Tôi đã quá đau khổ rồi. Không dễ dàng gì mà tôi cảm xúc trước người khác nữa đâu. Cho nên là phải nói một điều, trong cuộc đời có những người đã âm thầm thương mến tôi, dõi theo hành động của tôi, và tôi rất là cảm ơn. Thì chia sẻ chút xíu quý vị thôi, để tôi đi vòng vòng, là tôi còn đi ra ăn uống với lại một số nhân viên mà đã hết lòng hết dạ với tôi, vì công việc quá nhiều và tôi cũng bận rộn lắm. Cho nên là xin quý vị hãy dõi theo Nguyễn Phương Hằng này có yêu nước thương dân hay không, và đặc biệt là trẻ em nghèo bệnh tật, Hằng sẽ làm gì ở sắp tới. Quý vị hãy chờ xem, và chắc chắn một điều, những ai yêu mến tôi sẽ không bao giờ thất vọng tôi, và những ai đã tin tưởng tôi cũng không bao giờ thất vọng tôi. Tôi sẽ lấy lại phong độ, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, dù cho ghét cũng phải phục. Thương ghét chỉ là cảm xúc thôi, còn công việc, những gì tôi làm, quý vị đừng tin. Hãy nhìn vào những gì tôi làm và đừng cần nghe những gì tôi nói, được không quý vị? Trái tim tôi luôn rỉ máu, vì bởi vì khổ đau tôi nhìn thấy được. Cho nên tôi sẽ cố gắng trở thành một công dân tốt để giúp ích cho nhân dân và cống hiến những gì có thể tốt nhất cho người nghèo. Bởi vì người nghèo, người ta rất cần tôi. Và để trở thành một công dân thật sự, nhìn nhận một công dân thật sự tốt, cống hiến thật sự, đóng góp thật sự. Vì tôi là Nguyễn Phương Hằng, vì tôi được sinh ra ở dãy đất hình chữ S này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi quay lưng với đất, nhất là đồng bào, với nhân dân. Đó là vì sao? Vì tôi yêu nước thương dân. Qua những cái công việc tôi làm và tôi sắp làm nữa nha quý vị. Ok, bây giờ tôi chạy xe tiếp, quý vị cứ dõi theo xem. Quý vị thấy tôi hôm nay rất là khác thường không quý vị? Tôi sẽ lấy là phong độ, và chắc chắn một điều là quý vị còn ngạc nhiên nhiều điều tôi làm nữa. Vì tôi là Nguyễn Phương Hằng, năm nay tôi 50 mấy tuổi rồi, tôi không còn nhiều cơ hội để đóng góp nữa. Thành ra tôi cố gắng tích cực đóng góp, chết không mang theo thứ gì hết. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị rất rất nhiều cái câu chuyện, để rồi mỗi người tự ngẫm nghĩ và cảm nhận rằng là có mất mát mới thương người đơn độc. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Đừng ngồi đó phán xét. Hãy là tôi đi thì sẽ hiểu. Thưa quý vị, thì bây giờ tôi đi tiếp đây. Đó, quý vị ơi, hôm nay tôi rất là vui. Ngày mai thứ bảy, ngày mốt chủ nhật, tôi sẽ ra đi khảo sát và tôi sẽ có dịp để giao lưu với quý vị. Nếu quý vị yêu mến tôi, yêu mến Đại Nam, quý vị sẽ gặp được tôi vào ngày mai và chủ nhật. Đó là những gì Nguyễn Phương Hằng tôi cam kết sẽ xuất hiện và làm tất cả những gì để không phụ lòng quý vị và một lòng tôn thờ đất nước, yêu mến nhân dân. Được không quý vị? Ok, cô đi tiếp. Thật là thú vị. Phải nói là một điều là nhiều khi
cô cũng không nghĩ rằng cô đã trở về, mà cô khi cô vô nhà rồi thật sự cô xúc động. Cô nhìn cái bàn phấn của cô, cô cảm thấy cô xúc động vì sao chú giữ cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Quý vị biết không, tôi ở trong trại giam chưa bao giờ tôi mặc bộ đồ đẹp, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai hết. Tất cả những gì tôi nói ở đây là quản giáo ở trại giam T30 rồi Bố Lá rồi An Phước. Tôi chưa bao giờ mặc bộ đồ đẹp để làm tổn thương chị em, và tôi mang có đôi dép lịch Phật đó thôi. Và đồ thì tôi chỉ mặc đồ chợ thôi, mặc dù tôi rất nhiều đồ hiệu, nhưng mà tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Vì tất cả đều đau khổ như nhau, đã đau khổ đến tận cùng rồi thì không có sự phân biệt gì ở đây hết. Ở ngoài đời thì nhiều người thương tôi, đi tù thì chị em phạm nhân thương tôi, thương vô cùng. Vì sao? Vì tôi tạo sống với họ bằng cả trái tim, bằng sự ấm áp vô cùng. Từ từ rồi nó sẽ nhừ, quý vị ơi. Và ai đó đã từng nghĩ rằng là tôi sẽ đi tù lần nữa, tôi sẽ thế này kia, quên đi nha, quên đi. Không có ai ngu hai lần, mà cũng không ai mà dại khờ gì đâu ha. Cho nên đừng có suy nghĩ suy diễn, nói phải có sách mách, phải có chứng nha quý vị. Bây giờ quất là phải trúng chính xác luôn nha, quất là không trượt phát nào, đúng không? Tôi đi tù chứ tôi đâu phải là tôi chết đâu, mà tôi không dám nói sự thật. Và tôi có gì đâu mà tôi phải sợ, vì tôi đi về còn 5-6 ngàn con người đang sống tại đó mà. Tôi về đời tôi yên ổn rồi. Nếu tôi là người sống biết bản thân mình thì tôi đã không đi tù, mà tôi đã về rồi thì chưa nghĩa là hết, đúng không? Còn 5-6 ngàn con người đang sống ở đó mà, làm sao tôi cam tâm tôi bỏ qua được? Hay là đấy, từ từ nó sẽ nhừ nha. Tôi thì không có gì ngoài cái nói thật, mà quốc thì không trượt phát nào đâu nha quý vị. Trong tôi nó có một sự anh hùng mà đôi khi nó khùng khùng chừng, lâu lâu khùng khùng lên là ngay như là kêu tên em nào là em đó là toàn là trúng số độc đắc không nha. Trời ơi, tôi nói thật á, bây giờ tôi không biết nói làm sao, nhưng mà làm sao thì hãy đợi làm sao, từ từ nó nhừ hết à. Không phải tự nhiên mà tôi khùng tôi điên đó ha. Nhiều câu chuyện cực kỳ là thú vị và hấp dẫn lắm, hấp dẫn lắm. Một người dám ăn dám nói dám chơi dám như tôi, chứ đâu phải là dám chơi dám chối dám nói dám chối, không hề nha. Chơi là chung không có phung, dám nói là dám làm, chỉ thẳng mặt kêu thẳng tên, vì tôi có gì đâu mà sợ, đúng không? Quý vị thấy ai hay như tôi không? Từ Rolls Royce xuống luôn xi măng, một nốt nhạc vẫn sống tới ngày hôm nay, chết đâu. Ở đời người ta nói người đời muốn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi, đúng không quý vị? Cho nên Nguyễn Phương Hằng tôi không biết sợ là gì đó nha. Trái hả? Quý vị thấy không, bây giờ tôi không biết đường đi nữa nè, nhân viên tôi phải chỉ đường cho tôi đi đó. Quý vị ơi, quý vị thấy em đẹp không quý vị? Hôm nay tụi em hạnh phúc quá, được bà chủ xinh đẹp chở đi vòng vòng Việt Nam ạ. Chở đi vòng vòng hả? Sướng quá ha, miễn phí hả? Này ráp nha quý vị, ráp bơ mà ráp bằng Rolls Royce mới chịu nha. Trời ơi, sướng sướng quá nha. Quý vị ơi, tại vì quý vị nhìn em qua màn hình nha, quý vị nhìn em ngoài quý vị hết hồn luôn đó. Em đẹp gực gỡ lắm nha quý vị, gực gỡ lắm đó. Gực gỡ mà còn nham nhở đó quý vị. Người ta nói rồi, chơi là chung không có phun. Mà em phun mà chắc em vô 92 Hàm Tử hay là 210 Nguyễn Ái Quốc rồi. Em được cấp cho cái bằng cấp gọi là khùng cái bằng cấp rồi, có giấy chứng nhận luôn rồi. Cho nên là em chung chứ em đâu có phun. Trời ơi, tâm linh là có thật nha quý vị, đừng có đùa. Từ từ đi, em sẽ kể quý vị nghe nhiều chuyện mà phải nói là kêu em rõ ràng, nếu không kêu em chứ em cái cú đó là em đi xa, một ngày không được về nhà luôn. Đó, cho nên em được cái gì phải không? Lì, chịu chơi và rất là cương trực nha quý vị, chơi không hèn, nói không chối nha. Nha quý vị, cho nên là Phương Hằng trở lại thì lợi hại hơn xưa. Nhưng mà bây giờ ta biết lực rồi, ta đâu có ngu nữa. Hồi trước ta không cập nhật thông tin, cho nên ta vi phạm pháp luật, đúng không? Bây giờ ta biết lực rồi, ta đâu có ngu. Ai chơi ngu dữ vậy, sung sướng vậy mà mắc dơ mớ gì mà mình đem mình ra ăn chi cho nó mệt vậy. Sẽ có người giết hắn thay ta. Ghê không? Tụi con thấy cô ghê không? Cần gì? Hồi xưa mình ngu quá, mình lấy mình ra mình chơi, giờ mình đâu cần chơi nữa. Sẽ có người chơi giùm mình. Đó, chơi 50, 15, 20 rồi đó. Tới 20, 25 là tung. Nói cái gì? Trời ơi, sao bữa nay em đẹp dữ. Trời em đẹp quá nha. Em tin em đẹp quá trời, quý vị ơi. Vì thế em hát hay không? Hát thấy hết hồn luôn đó. Trời ơi, chú Trái Linh ơi, chú về đi.
cháu sẽ tổ chức show cho chú hát nha. Chú cháu mình sẽ sống lại ngày xưa cháu mê chú hát bì. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Trời ơi, ba má cháu bị lộn ngoài tại chú đó. Chú hát hay quá mà. Trời ơi, cháu cũng ghiền chú rồi. Giọt lề sò em cho anh hơn tất cả đó. Cháu cũng mê chú. Chú về chú hát đi chú. Chú về đi, cháu sẽ welcome chú tại Đại Nam này. Cháu mở một cái show cho chú hát. Chú cháu mình có duyên sẽ gặp nhau. Cháu thì không có gì ngoài điều kiện nha chú. Chảnh chó vậy đó chú ơi. Bởi chúng nó ghét, trời ơi, đã đẹp vào chúng nó ghét. Nó ghét lắm, trời ơi, nó cay con lắm. Chúng nhớ rót rượu cho con nha, rượu đình. Dạ. Cô uống rượu đình. Không uống rượu được, nó uống rượu đình. Trời xỉu luôn cả nha. Trời lạng lạng nữa nè. Trời tả gái em lụa, quý vị ơi, em lụa quá. Đúng không quý vị? Trời đi 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 tù nha, học được nhiều coi văn hồ lắm nha. Cứ giỡn nha, bây giờ bà Hằng. Bây giờ anh đi pha nó hai khóa đi nói chuyện với tao. Tao đi khóa rồi nè, tôi phải hai khóa đi nói chuyện với tao. Trời ơi, mình không đầy bàn cũng đầy bát cái vừa gì. Đúng không? Quẹ đâu, thẳng luôn hả? Thẳng tiến hả? Đồng quân Việt Nam đi là thẳng tiến phải không? Dạ. Quý vị ơi, em về giống như em mới sống lại lần nữa đó. Cho nên những người nào mà hăm dọa em với khuyên em, quên đi, quên khuyên đi nha. Đừng dạy người giàu xài tiền, đừng dạy người giàu chơi nha. Kỳ này em biết chơi, chơi nét như Sony luôn á. Mắc mớ gì em chơi để người khác chơi. Mắc mớ gì em quất để người khác quất. Đúng không quý vị? Hồi xưa em không nghĩ ra, bây giờ em nghĩ ra rồi. Em khôn lắm rồi. Đúng không quý vị? À, bên phải là về cổng, còn bên trái là về trường đua không? Giờ muốn về đâu? Cô đi ra một vòng cổng ở bên ngoài quốc lộ. Ok, bây giờ em đi lang thang ngoài đường cho quý vị thấy. Chỗ quý vị thấy em đẹp không? Trời ơi, hơi bị đỉnh nha quý vị. Bữa nay em thật là giang hồ luôn, phải trái phải không? Dạ phải cô. Trời đất ơi, quẹo đâu cũng biết quẹo đâu nữa quý vị thấy em. Em giỏi ghê không? Đường xa em thật là thú vị luôn á. Trời ơi, nhân viên em đứng đang đứng chờ, đợi đi, chừng nào tôi vô ăn. Chừng nào tôi ăn mọi người mới ăn nha, giờ tôi đi lang thang mọi người chịu khó nhìn đói đi. Chủ gì anh Dũng là do tôi đâu mất tiêu rồi, tôi trốn tới livestream nữa nè, ghê không? Gặp ngã ba vui lòng rẽ trái à. Trời ơi, đây hả quẹo? Dạ. Trái. Đó, à, quẹo trái. Rồi, ra đường phải không? Dạ. Đó, về giang hồ vậy chơi, giờ em đi tung tăng nha quý vị. Trời ơi, em tung tăng trong Đại Nam. Công nhận bà Hằng đẹp gái ghê nha. Sắc sảo dễ sợ. Trời ơi, nói thật nha quý vị. Trời ơi, hôm vừa rồi quý vị thấy mà em hát hết mình, em chơi hết mình với quý vị luôn. Hai ngày trời em phơi nắng ngoài đường mà em về em muốn xỉu. Muốn xỉu luôn quý vị. Nắng ơi là nắng, nắng rọi thẳng vô mặt em. Em tưởng em xấu rồi chứ ai ngờ vẫn còn đẹp ghê thiệt. Không hề xấu được nha, tâm sinh tướng, tướng sinh ra tiền. Ồ, quý vị nữa nghe nè. Em vừa về nha, chồng em cho em 100 tỷ đó. Nói nhỏ quý vị nghe thôi. Cho cả nước nghe thôi, chồng em cho em 100 tỷ. Sắm pin đi, sắm pin đi, sắm đồ đi. Mua kim cương nữa đi. Thôi, công nhận anh Dũng là do chịu chơi lắm nha quý vị. Anh Dũng chịu chơi mà còn chịu chi nữa đó. Em không bao giờ ân hận những gì em làm. Em làm trời biết đất biết, chồng em biết. Vậy thôi. Trời mà em nói thật với quý vị nha, phải nói một điều chứ. Về nhà rồi em thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn vậy không? Một mình em 20 người làm. Bảo vệ nè, người làm nè, tất cả. Vô tù có một mình em mà. Nhưng mà vẫn có người thương em, giúp em. Chưa giặt bộ đồ bao giờ. Tự nhiên cái mấy đứa đó, cô ơi, để con giặt cho. Chị ơi, để em giặt cho. Tự nhiên người ta thương tôi, không biết sao nữa, có phước vậy đó quý vị. Tụi bay đi tù đi, tụi bay chửi tao đi. Tụi bay được như tao không? Không hề đó ha. Nhiều chuyện bí mật lắm kể ra nha. Kể quý vị nghe, nhưng mà kể chuyện gì kể nha. Kể mày, mày đi tù nữa đó. Trời sợ lắm đó. Tù khổ lắm đó. Được đâu nha. Về nhà đi, ở mới lạnh nè. Muốn ăn gì có đó nè, muốn người làm bao la nè. Không có ngu đi tù nữa, không có đâu ha. Quên đi cưng. Chị giờ thông minh lắm. Thông minh lắm mấy cưng ơi. Nên là đừng có lo cho tôi, trời đừng có lo cho tôi. Tôi thương tôi nhất, bởi vì sao tôi khổ quá mà. Tôi khổ quá mà cho nên tôi thương tôi lắm. Nên là đừng ai lo cho tôi, yên tâm đi. Trời ơi, trong tận cùng của khổ đau là tôi đã biết hết trước sơn rồi. Mẹo lại gì ạ? Lại hả? Vậy là không ra đường phải không? Dạ. Trời ơi, ra đường mất công chúng thấy tao đẹp quá, nó xỉu hết. Đúng rồi. Đúng không? Đó, thấy chưa? Đẹp quá cũng khổ lắm đó nha. Đẹp quá đi ra đường nhiều khi nguy hiểm lắm đó. Bây giờ vẫn chơi đâu. Có mấy bạn nói là cô thiệt là vô dụng, chỉ có việc làm cô bớt đẹp đi cũng không làm được. Ờ, có nhiêu đó cũng không làm được, nó kỳ cục vậy hà. Nô tài là bà đáng chứ. Trời ơi, nô tài đáng chết thiệt chứ.
bà mẹ nó nãy giờ hai ba phát xe nó mới ve nè, trời đất ơi lâu quá không đi xe nè. Đó thấy không gân gôi nó có khác, nó có màn hình nữa quý vị. Đó, có vậy thôi mà chúng nó ghét em, nó không cam tâm. Trời ơi, nó không cam tâm. Đó quý vị thêm ghê gớm không? Đó ghê gớm không, gơm ghế đó. Nói sao mấy bạn nói sao? Tại sao không khen tôi đẹp đi quý vị? Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Mọi người khen cô quá trời đẹp luôn. Yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng mãi đỉnh mãi đỉnh. Đây là quý vị biết không? Quay cho coi đây. Đây là trường đua Đại Nam này nha quý vị. Em không hề lừa dối quý vị nha. Đó quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Một cái biểu tượng của một con ngựa nè quý vị không? Mà em còn ngựa không con ngựa thì nữa quý vị tưởng tượng đi, em ngựa cỡ nào? Ngựa lại em không? Bà chủ trường đua ngựa mà em còn ngựa hơn nó đâu quý vị hay hiểu rồi đó ha. Quý vị thấy không? Thấy không? Đẹp không quý vị? Thì là đẹp quá điên. Thương quá à. Trời ơi sao mặc vợ tù tội nghiệp vậy cưng. Trời ơi chết rồi. Mặc vậy mà đi tù 2 năm rưỡi hà. Về cũng còn đẹp hà. Trời ơi xỉu luôn hà. Tôi đẹp mà không cam tâm. Tôi già mà không cam tâm. Chủ gì thế hôm nay em đeo hai đôi bông rồi. Trời em ngựa lắm, ngựa chúa trường đua nè. Đó gì em ngựa mở trường đua ngựa đó quý vị. Em xàm ghê không? Em bị loạn não. Xong rồi chúng ta sẽ dừng tại khách sạn Đại Nam. Khách sạn Đại Nam là một cái điều đặc biệt là chúng ta vô đó chỉ thức thôi chứ không ngủ. Đúng rồi, ngủ là ngu. Đi khách sạn ngủ là ngu, ngu mới ngủ. Vô đó là không ngủ khách sạn mà ngủ là ngu. Ngu lắm mới ngủ, phải thức để mà làm thịt nhau. Đúng không? Làm sao mà ngủ được? Ai đi khách sạn ngủ? Ngủ là ngu, quẹo đâu nữa? Đi thẳng đó con. Rồi đi thẳng là tôi biết đường nha quý vị. Ngày mai quý vị lên đi, quý vị sẽ gặp tôi. Trời ơi, tôi không có gì ngoài nhăm nhở đó quý vị ơi. Trong con người tôi nó có nhiều chỗ lắm. Chỗ khùng, chỗ điên, chỗ tử tế, chỗ đủ thứ. Người tôi nó biến thiên biến dạng quá lắm quý vị thấy không? Trời ơi, tay đẹp quá trời, mới đeo gì trời mà cũng đẹp ghê trời. Đây cô khách sạn đi con. Vô khách sạn hả? Lên dốc luôn con. Lên dốc luôn hả? Lên khách sạn hả? Khách sạn làm gì trên khách sạn? Chú đâu có đâu. Ông sợ tao ông chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, 2 năm rưỡi mà vẫn lái lụa nha quý vị. Đây, con muốn check in vô khách sạn không? Khách sạn Đại Nam nha mọi người. Để tăng khách sạn Đại Nam nha mọi người. Đó. Khách sạn Đại Nam là chỉ nên thức thôi chứ không nên ngủ. Đó, tụi con bước xuống, tụi con check in tại đây đi. Đó, chui ra, check in đi. Đó, cho mọi người quay một vòng nha. Đó, quý vị thấy không, đây là khách sạn Đại Nam. Vô đây là không có ngủ, phải thức. Vô khách sạn là không có ngủ, thức nha quý vị. Thức để làm gì ai biết không? Vui. Mắc cỡ quá. Quý vị thấy em lạ không? Đẹp không quý vị? Trời ơi, đẹp quá đi mà. Đẹp mà hấp dẫn quá, chúng nó ghét quá đi mà. Trời ơi, nhìn ghét dễ sợ. Con bánh bèo kia lên chưa? Đi phải không? Dạ được rồi. Trời ơi, đi quý vị ơi. Khổ lắm. Đó. Trời ơi, không ngờ nha. 2 năm mấy ra lên xe chạy cái dèo. Bữa hổm chạy cái dèo, bữa nay chạy cái dèo nữa. Đó. Quý vị không? Khách sạn của em á mà. Vô chặn sưng phải không? Dạ. Đó quý vị thấy không? Thấy em lụa chưa? Đó. Đã lắm nghe quý vị nè. Cứu mẫu quý vị nè. Đó thấy chưa? Hôm bữa cô chú mẫu hôn bạn kia, cái bạn kia đậu bằng lái luôn. Trời. Thì bằng lái qua hôm sau đậu liền. Ngon vậy luôn. Xin vía cô liền. Xin vía hôm bữa. Xin vía liền. Có ai chuẩn bị thi bằng lái không? Có ai chuẩn bị thi bằng lái không? Vô xin vía em nè. Đó. Thi cái đậu liền. Đó quý vị thấy không? Đó. Đại Nam nè quý vị, buổi tối Đại Nam nè con quay phía kia coi. Cho mọi người thấy ơi. Đó, thấy Đại Nam buổi tối đẹp không? Ơi bị đẹp đó nha quý vị. Đó. Đó, văn phòng Đại Nam, trường đua Đại Nam, khu du lịch Đại Nam. Đó quý vị. Còn đây là bà chủ Đại Nam nha quý vị. Trời lâu quá thèm rượu quá Loan ơi. Uống rượu đình đi nha. Không uống rượu được nữa. Chán rồi.
Trời ơi. Uống rượu đình nó không có mệt, uống rượu đình uống, uống rượu đình nó không mệt, uống rượu được mệt lắm, rượt mệt lắm. Rượu đình thì nó có cái thú gì của rượu đình. Rượu được sao mà mệt lắm, trời hết hơi chạm nổi đâu. Chết luôn á. Rồi tới đây rồi, bây giờ tới giờ tôi chuẩn bị với nhau rồi để chuẩn bị mà ăn chơi ăn uống gì đây quý vị. Để nhiều chuyện xíu nha. Bây giờ hẹn lại quý vị ngày mai. Ngày mai và ngày mai nữa sẽ có rất nhiều câu chuyện để chia sẻ với quý vị. Rồi quý vị sẽ thấy. Để cô xuống nha, quay cô tất cả từ trên dưới để cho mọi người thấy rằng bữa nay phong cách của cô thay đổi rồi. Em hồi xuân nha quý vị. Em hồi xuân cho nên là anh Dũng em sẽ hồi sức đó. Rồi con xuống trước đi. Dạ. Xuống dưới đi rồi cô mở cửa bên đây, cô mở cửa bên đây. Yên bình. Đây nha mọi người. Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Quý vị thấy em ngầu không? Ngầu mà. Ngầu đỉnh luôn nè. Đó. Không có lại ngồi đứng trước cửa xe nè. Ngầu đỉnh không? Ngầu cái gì? Quý vị thấy em ngầu không? Ngầu không quý vị? Đó. Em 50 mấy tuổi rồi nha quý vị. Đó. Ngầu không? Ai chào tất cả quý vị nha. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Bye bye. Tạm biệt quý vị nha. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Ok bye.